Chapter 9, Financial Institutions, Part 5. Ok, xin chúng ta cùng nhau học chung qua vấn qua cái phần này là Government Back Loans. Ok, thì đây là những cái loan, những cái loại program, những cái loan program hay là những cái loại loan mà được chính phủ có sự ok bảo đảm phía sau lưng, thì nó gọi là back loan. Chúng ta học rõ ràng cho những cái loại mà loan nào ok được back up bởi chính phủ, ok được back bởi chính phủ, được guarantee bởi chính phủ, bởi government. Ok, thì chúng ta đi vào trong này thì nhìn tổng quát ở trong cái phase trở lại cái trong cuốn sách của mình đó, trong phase 273, mình đi ngược lại một chút xíu, mình sẽ thấy ở trong này nó có một vài điều nó nói ở trong này để cho mình học thêm những chi tiết. Ok, à, gì nữa nói trong này, ngay trong cái phase 273 đó, mình đi ngược lại mình sẽ xem nó sẽ nói thêm. Nó nói mortgage loan brokers, hàng chữ màu xanh đó quý vị. Ok, correspondents, ok, licensed by DIE as registered broker and or by the Department of Business Oversight DBO as residential mortgage lender, gọi là IML, or California Finance Lender CFL. Nó nói đó là những cái loại ok loan broker. Ok, nó nói rõ ràng ở trong đó. Và dưới này nó nói một câu nữa đây, nó nói là gì? Warehousing is action of mortgage banker collecting loan in package prior or sell. Những câu đó chúng ta phải để ý, những chữ đó học để mà cho nhớ cái definition rõ ràng. Bây giờ trở lại với cái phần là số 6 này, đó là cái phần government ok back loan. Ok, government back loan này nó chia làm ok hai loại. Một bên nó gọi là indirect loan, một bên thì nó gọi là direct loan. Một cái thì gián tiếp, một cái trực tiếp làm loan. Thì bên cái indirect loan nó chia hai loại đó, thì nó có insured FHA loan, nghĩa là những cái loại loan thuộc về ok FHA. Mà nếu mà cái người bảo borrower, cái người mà mượn tiền đó, họ qualify for FHA loans, thì đương nhiên họ được cái cơ quan FHA loan, Federal Housing Association đó, ok, sẽ insure cái loan đó để giúp cho cái người ok buyer có thể, borrower có thể make a down payment khoảng chừng thấp thôi, 3.5% chẳng hạn. Ok, còn họ sẽ insure từ chỗ 3.5% lên tới 20% là 16.5%, nhớ chỗ đó không? Còn bên lender họ cho mượn tiền là 80%, thay vì chỉ 80%, bây giờ họ có thể cho mượn lên tới 96.5%. Có nghĩa là FSA phải guarantee trong cái phần từ chỗ 80% cho tới 96.5%. Nếu có chuyện xảy ra foreclosure hay lý do gì đó mà người borrower bị bỏ nhà hay là không trả tiền, thì đương nhiên ok cái FSA, cơ quan FSA của chính phủ đó bắt buộc phải trả cái số tiền 16.5% đó. Còn cái người borrower họ đã make a down payment only 3.5% rồi, cho nên đó thì mình thấy rõ cái đó là insured. Và chương trình này chúng ta tất cả những cái MLO office hay những cái loan officer office, văn phòng làm loan, họ đều có những phương trình, những cái program FSA loan này quý vị. Quý vị nếu vì hỏi họ thì họ sẽ nói ok, đó là điểm thấy được, và họ chỉ cho quý vị fill out cái application cho FSA loan và những cái điều kiện đòi hỏi trong đó, mình phải được ok meet những cái requirement của FHA loan này thì mới được qualify nhé. Đó thì mình thấy được như vậy. Phần thứ hai nữa ở đây, bên cạnh đó nó cũng, bên cái đó nó còn có một cái loại loan nữa, nó gọi là VA loan. VA loan đây cũng vậy, nó guarantee ok, nghĩa là bên lender thay vì họ chỉ cho mượn 80%, bây giờ họ cho mượn luôn tới 100% luôn. Nghĩa là căn nhà đó ví dụ như họ mua là 500.000 hay là 400.000, họ cho mượn luôn 400.000 đó. Ok, những cái loại VA loan này đó là cái loại ok veteran ok cái loại này gì veteran ok association gì đó hay là administration gì đó, thì cái loại này á lại cho những người mà gọi là cựu chiến binh khi họ về ra khỏi army và họ có thể mua nhà with no down, thì cái chương trình này được VA
Okay, loan, cái là VA loan, apply cho VA loan thì họ không cần phải make down payment, và VA loan nó guarantee với cái người lender cho mượn, cho cái người cựu chứng minh nó mượn lên tới 100%, có gì nó sẽ chịu trách nhiệm. Ok, nếu mà cái người VA đó bị veteran đó mà bị bỏ nhà hay là bị foreclosure thì cái VA loan đó là cái cơ quan VA đó họ chịu trách nhiệm. Còn là thứ ba nữa là direct loan. Ok, direct loans là những cái loại loan mà trực tiếp trả cho, đó là Calvert loan. Calvert loan này thì đương nhiên ok là thường thường Calvert loan nó dùng cái loại loan nó gọi là land contract, là cái loại đó là cái loại thường thường họ giữ cái thẻ chủ quyền của cái property đó, mà cái người mà veteran đó họ mua nhà, họ trả góp, họ không cần make down payment, họ sẽ không có đồng, không cần make down payment đồng nào hết, thì cái chương trình đó được cái Calvert loan này họ guarantee và họ sẽ chịu trách nhiệm về cái loan mà mượn 100% đó với người lender. Ok, tuy nhiên họ nắm cái title cho đến khi người mà borrower đó trả hết nợ thì họ mới chuyển cái title cho người borrower đó hay là người chủ nhà đó nhé. Thì mình thấy nhớ như vậy, mình ôn lại những cái phần trước để mình thấy rõ ra hai phần như vậy. Như vậy thì trong cái government backed loan này thì nó có hai loại, một loại indirect là có FSA và cái loại guarantee. Ok, hai cái loại đó thường thường là bảo hiểm, ok, bảo đảm guarantee, còn bên kia là Calvert loan. Ok, rồi hai loại đó direct và indirect, nắm hai cái hình ảnh đó để mình nhớ nhé. Rồi thì mình thấy được ở đây. Ok, rồi bây giờ mình đi vào chi tiết ở đây, xin quý vị mở ra và đi vào chi tiết ở đây. Ok, ở đây thì mình thấy FHA insure loans là những cái loan mà được cơ quan FSA ok bảo đảm ok cho ok cái người mà borrower có thể make down payment low, thay vì phải 20%, họ chỉ cần make down payment only 3.5%. Giờ sẽ đi vào đây mình xem coi FSA loan, ok, là FSA nó có bao nhiêu loại. Là thứ nhất, FSA nó có loại Title 1. Thế Title 1 thì FSA nó sẽ sẵn sàng cho mượn tiền, loại nó cho mượn loan, nó không guarantee mà cho mượn loan. Nó gọi là Home Improvement Loans. The FSA can make home improvement loans to a maximum of $25,000 or less. Thì họ có cho mượn cái loan mà để mà home improvement, sửa chữa tân trang nhà cửa, sau khi mua nhà mình muốn nâng cấp lên sửa chữa tân trang gì đó thì mình có thể apply cho cái loại loan gọi là FSA Title 1, và họ cho mượn lên tới tối đa là $25,000. Đương nhiên cái rate, cái interest rate đó nó cao, ok, và trong một thời gian ngắn giới hạn 3 years, 5 years thôi, ok, đó là có thể cao lên tùy theo, và 3, 5, 7 thì theo cái program người ta quyết định. Thì the fund can be used only for home improvement purpose, nghĩa là số tiền mà cho mượn đó bắt buộc phải, nếu mình mượn để sửa chữa nhà cửa, tân trang nhà cửa lên thì bắt buộc chỉ dùng cho cái mục đích đó thôi, chứ không được dùng để làm chuyện khác nhé. Cho nên thường thường mấy cái FSA Title 1 này họ gửi người xuống, nếu mình nói mình muốn sửa nhà bếp tân trang lên, họ chụp cái hình của cái kitchen của mình, rồi sau đó mà cho mình mượn tiền, và sau khi mình sửa xong thì họ xuống họ check lại, họ chụp hình lại xem có đổi sửa hay không. Ok, họ muốn make sure là cái số tiền home improvement loan đó được sử dụng trong vấn đề home improvement only, chứ không phải mượn tiền ra để làm việc khác nhé. Thì đó thì mình thấy được ở trong cái FSA Title 1. Còn cái gồm một cái FSA Title 2 làm gì? Home Purchase or Build Loans, ok, program là cái loại này. Loại này nó là Insure Home Loan. À, nó bảo đảm cho những cái loan mà với cái là down payment thấp, không thay phải 20%, bây giờ mình có thể make down payment only 3.5% cho những cái residential house. Là những cái loại residential đó là từ 1 to 4 units. Mình học cái chữ 1 to 4 units đến giờ này là mình đã giỏi rồi. Là một căn nhà trên một miếng đất chỉ có một single house, thì gọi single house, mà hai căn dính chùm với nhau trên một cái một miếng đất, trên một cái parcel, thì cái đó được gọi duplex. Ba căn dính chùm với nhau chứ không phải rồi, thì được gọi là triplex. Bốn căn dính chùm với nhau, ok, thì được gọi là fourplex nhé. Những cái đó gọi là residential, ok, cái loại đó property. For anyone who is financial qualified, nếu quý vị có tình trạng tài chính gia đình, quý vị có thể được qualify. An FSA loan is based on the selling price when it is lower than the appraisal. Okay.
Thì cái appraisal, ta nói cái appraisal nó thường thường nó bên cái sao đó, cái giá thị trường, giá bán ra, cái giá đang bán đó, thì nó là thấp hơn cái giá mà của cái dịch vụ appraisal là đi ra định giá trị, luôn luôn mà thấp hơn thì mới được, mới qualify. Nên nó rõ ràng cái appraisal is based trên cái selling price when it is lower than appraisal. Đó, nắm được cái chỗ đó rõ ràng như vậy không? Vì thấy rõ ràng như vậy phải không? Ok, mình thấy được như vậy. Thì bây giờ mình qua bên cái phí number 274 để mình thấy rõ hơn bên này nhé. 74 ở đây, người ta nói nào. FHA insure the loan là cái loan để mà nó chỉ insure thôi. Nghĩa là nó guarantee chứ không phải là loại home improvement loan. Nó chỉ guarantee, mục đích là giúp cho những người low, make a low down payment. Only 3.5%. Và nó sẽ chịu trách nhiệm với cái người lender. Và nó thì lender sẽ cho ảnh hưởng tới 96.5% thay vì only 80%. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nó phải giúp cái phần chỗ trừ 3.5% lên tới chỗ 80% là khoảng 16.5% đó, là nó phải insure bảo đảm với cái tụi lender. Lender mới dám cho mượn lên tới 96.5%. Nhớ chỗ đó không? Đó là điều mình thấy được. Tôi nói đi nói lại chỗ đó để cho vị nhớ nằm lòng. Và để ok, khi nói đến đó là phải biết rõ cái điều chính của cái FC Title 2. Unlike conventional lender, ok, không giống như những loại conventional lender của riêng những cái loại mà lender mà private đó, ok, tư nhân đó. Ok, the Federal Housing Administration, FHA viết tắt bởi chữ Federal Housing Administration, FHA. Thấy chưa không? Does not make loan, nó không cho mượn tiền để em mua nhà. Nhưng nó là cái bảo đảm, cái bảo hiểm, nó insure cái loan mà người ta đang mượn đó. Ok, chứ không làm gì hết. Nó nhào vô, nó giúp để cho những người, để người ta có thể mấy cái low down payment. Còn không, nó đòi thường thường mấy cái loan bình thường là 20%. Anh không có đủ 20%. Đừng nói chuyện với từ lender. Nhưng bây giờ thì mình có thể 3.5% được rồi. Còn cái là 16, từ 3.5% lên 20% đó là 16.5% đó. Thì có thể FSA nó guarantee cái đó cho mình. Ok, với điều kiện mình phải qualify cái FSA requirements, những cái đòi hỏi đó. Ok, được chưa? Bây giờ xuống, mình đã học xuống cái FSA Title 1, mình đọc rồi, FSA Title 2 mình giải nghĩa đó, phải không? Thì nó nói cái loại mà đáp lại đây này, nó nói rõ ràng, mình đọc qua chỗ này. Ok, on home sold over 125,000, the maximum loan to value ratio là nó cho mượn tới 97%, 97.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 
make down payment of 2.85%. Okay, own những cái nhà trên những cái nhà mà từ 50.000 đến 105.000 thì maximum loan lên tới 97.65. Okay. Rồi gì nữa? Trên 125.000 thì sẽ cho mình mượn tối đa là 97.15. Mà trên okay, từ 50.000 đó đến 125.000 cái này mới cái loại như là mobile home chẳng hạn như vậy, okay? Nó sẽ có cái giá tiền này, hay là townhouse cái chẳng hạn. Còn những cái nhà mà dưới 50.000 thì mình thêm mượn lên tới được 98.75%. Đọc kỹ chỗ đó. Cho nên mua nhà 1 triệu thì quý vị có thể ok, nếu mình qualify for FHA loan, insurance đó nó gọi là loan đó, FHA loan thì quý vị chỉ make down payment là 2.85. Ok. Mà nếu vị cái từ 50-105.000 thì quý vị có thể nó cho quý vị mượn lên tới 97.65%. Và từ 50.000 trở xuống nó cho mượn tới 98.75. Cho nên nên mua những cái loại mà như vậy townhouse mình giá rẻ, hay là những cái loại như mobile home rẻ rẻ, nên muốn không muốn bỏ tiền ra hết, tiền mặt mình ra thì mình có thể mượn, ok, mượn lên tới 1.25% down payment rẻ rẻ, ok, thì bao nhiêu tiền? Nếu 50.000 thì mình thể thấy 1.25 là bao nhiêu, ok, thì có phải là nếu mà một năm 100.000 thì có phải là bao nhiêu, là 1.750 đồng, phải không? Ok, thì chia ra thì còn lại cho mượn đó, mình chỉ đau mấy cái đau phải nó lấy ý hơn được sớm thì ok, ý hơn được 75 sớm thì là đó, ok, nên nó dễ dàng cho những người nghèo, người ta nếu mà ta làm lương có lương nhưng mà không có tiền đau phải mình, họ có thể mua được những cái loại như vậy, ok, thì ba điều đó nói rõ ràng ở đây, được chưa?
Rồi, nó nói ở đây nè. Qua cái phí bên này mình sẽ thấy được hai phần đó, mình đi qua chi tiết ở trên này. Mình thấy bên này chưa tới đó, mình tiếp tục qua trong cái phí number 275. FHA back loan generally have a lower interest rate. FHA đó là giúp cho vấn đề interest thấp hơn. Okay. Then conventional loan. There are no prepayment penalties. Nghĩa là không có vấn đề bị phạt khi mình trả hết tiền sớm hơn cái thời gian ấn định của cái loan. On FHA loan thì thấy nó dễ dàng không? Ok, đó là điều mình học được ở chỗ này. Người ta trên này, ta nói cái phần phía trên đó, phía trên những hàng chữ màu xanh đó, nó thấy cái advantage là những cái ưu điểm của FHA loan là như thế nào. Lower down payment compared to conventional loan. Tại vì conventional loan bắt buộc đòi hỏi phải 20% down payment. Còn nếu mà đối với FSA thì có 3.5%. Ok, cho down payment. Loan are assumable. Loan require approval of the FSA. And non-owner occupied are permitted under some circumstance. Thì đương nhiên nó nói rằng là ok, phải được approve bởi FSA. Phải meet cái requirement, phải được qualify bởi cái program, FSA program. Ok, đó là điều anh thấy rõ ràng. Cũng có nhiều trường hợp nó cho mình mua nhà để cho thuê, mình không có occupy trong đó, cũng là nhiều trường hợp nó vẫn cho. Ok, thường thường nó dùng là cho, là ưu tiên là cho những người mà mua nhà để ở trong đó nhé. Ok, no payment penalty is allowed by FSA. Nó không có vấn đề mà prepayment penalty, nếu mình trả sớm hết tiền nó không có trả, nó không bắt buộc mình phải trả cái tiền phạt, tiền prepayment penalty đó. Ok, minimum property requirement. Ok, MPR give the buyer to qualify the home. Thì nó nói rằng là ok, nó tạo ra những cái căn bản, những cái requirement, những điều kiện nó đặt ra để mà mình có thể dựa vào đó mà mình hội đủ điều kiện trở thành ra một người có thể mượn được tiền qua cái program SSA. Cho nên cái của chính phủ nó kỹ lắm, nó nên rất là kỹ, nó check cái căn nhà đó safety này kia kỹ, rất là kỹ, tại vì nó không muốn ok cái người buyer trở thành nạn nhân. Khi mà đã có bàn tay của chính phủ giúp trong đó thì đương nhiên họ kỹ hơn. Cũng giống như khi quý vị cho người ta thuê một căn nhà dễ dàng, quý vị điều kiện dễ dàng, không cần thiết, không cần chắc nhiều, quý vị thấy người ta trả tiền quý vị ha, vì chắc cái credit ra thấy họ tốt thì cho họ mướn. Nhưng đối với những căn nhà gọi là housing đó, program đó, là những căn nhà mà chính phủ mướn để cho những người nghèo ở đó, thì họ khó hơn gấp 10 lần. Họ chắc xem cái vấn đề trong nhà đó cửa ngõ thế nào, có safety khi mà có đó cháy nhà họ có thoát ra được hay không, tất cả mọi thứ nó đưa xuống điều kiện, nó có một cái list dài để nó chắc. Ok, nó cho cái người mà chủ nhà muốn cho thuê đó phải hội đủ điều kiện, tất cả những điều kiện có trong đó của cái chương trình housing thì họ mới cho thuê, tạo cái chính phủ họ đứng ra. Cho nên những cái người mà họ không có income, họ low income, họ nhờ chính phủ giúp cho họ có căn nhà đó, họ cho cái okay, housing đó, thì họ có chính phủ trả tiền. Ok, mà người ta chỉ trả một số tiền nhỏ thôi, còn bao nhiêu tiền, ví dụ mình thuê nhà đó 3.000 đồng, chính phủ có nhiều khi đòi hỏi gia đình chỉ trả 200 hay là 300 đồng, còn tất cả tiền chính phủ trả. Cho nên cái điều kiện đó do chính vì chính phủ đứng ra mướn nhà cho người dân ở, thì đương nhiên cái điều kiện của chính phủ nó khắc khe hơn là những điều kiện mình mua bán bình thường, không có liên hệ đến chính phủ chẳng hạn. Ok, đó là điểm hiểu được như vậy. Ok, rồi mình thấy được như vậy. Disadvantage là cái gì trong FSA? Nó nói rõ ràng đây. Last up gì? Processing time and red tape. Nghĩa là ý nói là rất là khó khăn. Khi mua cái chương trình FSA program này là nó chắc nhà kỹ quá, cho nên nó rất là nhiều điều kiện đặt ra khắt khe quá. Ok, và nó nhiều chỗ red tape, nó có những chỗ nó cảnh cáo bắt buộc mình phải sửa chữa cho đúng. Tất cả mọi thứ. Existing property may require repair necessary to meet minimum property requirement. Tất cả những căn nhà mà đã cũ đó, những căn nhà mà đã xây ra, đã ở, nhiều có người ta ở, chủ đã ở mấy năm đó, thì nó rất đòi hỏi bắt buộc sửa chữa. Ví dụ nó thấy cái gì mà hơi cũ bắt thay, nó thấy những thứ gì mà mà thấy nó không có an toàn bắt thay hết, thì nó mới hội đủ điều kiện của cái FSA program này. Cho mình thấy không, khi mua căn nhà dưới FSA program thì nó tốn nhiều thời gian đồng ý, khó khăn, chủ nhà khó chịu, thấy khó khăn quá, tại sao tôi bán căn nhà này, tôi phải sửa hết tất cả cái này cái kia. Nhưng bù lại là cái quyền lợi chính cho anh chàng buyer, anh chàng mua nhà, anh chàng sung sướng là mua căn nhà đó, anh chàng không cần tốn tiền sửa chữa, không cần phải cãi nhau với seller, không
không cần phải nói gì hết, tự động là họ phải sửa chữa hết. Tại vì FSA đưa ra điều kiện bắt buộc phải hội đúng điều kiện đó thì mới hội đủ được cái chương trình VA. À, xin lỗi FSA nhé. Đó thì mình thấy được ở trong này. Ok, được chưa? Thì bây giờ mình đi qua cái phần B ở đây, nói đến cái Department of Veteran Affairs là VA. Ok, Veteran Affairs là một cái cơ quan, một dịch vụ đưa ra giúp cho những người mà gọi là veterans. Veterans đó là những người cựu chiến binh, những người đã đi lính ở trong nước Mỹ và sau đó họ được giải ngũ, họ về thì họ mua nhà, họ không cần, họ có sự trợ giúp của VA nhé. Thì VA đấy nó guarantee loan from institutional lender. Thì những cái cơ quan tài chính nhà băng, những cái finance đó, họ có thể, VA có thể guarantee cho cái loan đó và cái người veteran đó họ và mua căn nhà đó họ có không cần phải make down payment hoặc là $1, họ chỉ make low down payment một, họ không cần down nữa thì tất cả mọi cái loan đó được guarantee bởi VA là cái Department of Veteran Affairs, nhớ chữ đó là chữ VA, Veteran Affairs. Ok, và họ đứng ra chịu trách nhiệm với cái người lender. Người lender đó có thể cho mượn luôn 100% cái tiền loan và nếu có chuyện xảy ra thì VA là người chịu trách nhiệm nhé. Đó là điều ta thấy rõ ràng. A VA loan is not a loan, nghĩa là họ là cái người giống như là bảo đảm chịu trách nhiệm thôi. Ok, but rather a guarantee là bảo đảm to an approved institutional lender, nghĩa là họ guarantee, họ đứng ra chịu trách nhiệm với cái người lender đó để người lender cho cái người VA kia mượn tiền, có vậy thôi. Nhưng mà họ đứng ra họ chịu trách nhiệm lớn lắm, họ cho cái họ có thể giúp cho người mà cựu chiến binh đó có thể mua căn nhà mà khoảng chừng 455.000, 450.000. Chúng ta sọc kỹ cho đó trong những chapter tới là cái bao nhiêu tiền đó. Tối đa nó có cái maximum cái value của cấp thì chung. Còn trên cái số tiền ví dụ như ta ấn định là 450,000 hay gì đó. 1,000 là maximum họ có thể gian thì cái đó thôi. Còn trên 450,000 thì cái người veteran đó phải bỏ thêm tiền vô. Ok. Ví dụ mua căn nhà 500.000 mà cái chương trình VA chỉ đến 450,000 thì 50,000 kia cái người veteran phải make down payment tại vì chương trình VA chỉ lên tới vào khoảng 450,000 is the max. Ok, mình chưa rõ như vậy. Cho nên mình nó cũng giống như FSA thôi, nhưng mà FSA thì họ cho giúp cho những người không phải là veteran, không phải là cựu chiến binh thì thường. Còn chương trình VA này giúp cho người cựu chiến binh, cho nên người cựu chiến binh họ có ưu tiên hơn, họ không cần make down payment. Còn bên FSA nó đòi hỏi có khi phải trả up to cái 3.5% down payment nhé. Ok, điều kiện đặt ra cũng vậy thôi, từ từ là guarantee nhé, giống nhau. Rồi, bây giờ mình hiểu được cái chỗ Department of Veteran Affairs là VA đó. Bây giờ đi tiếp kế bên đây, ok. Thì mình thấy cũng nói đến cái vấn đề eligibility, eligibility là cái vấn đề ai hội đủ điều kiện cái chương trình VA loan này. Có thể mà qualify for cái VA loan này, ok. Thì nó nói là 90 day of active military service, nghĩa người đó phải choi vào trong army ít nhất là 90 day 3 tháng. Ok, hay là 181 day during certain peacetime periods. Ok. Person still in the military, những người ta đang phục vụ trong quân đội vẫn có thể mua nhà chứ không cần phải chờ retire. Person honorably discharged. Ok, những người mà được về hưu, được giải ngũ. American citizen who served in the armed force of our ally during World War II. Trong đấy, những cái người mà gọi là cựu chiến binh hồi xưa đã từng tham dự trong chiến tranh đệ nhị thế chiến đó, thì vẫn được coi như là cựu chiến binh và được quyền hưởng thừa hưởng cái chương trình VA này nhá, loan này. Spouse of eligible first personnel who died without using benefit, có nghĩa là cái người vợ hay người chồng của cái người cựu chiến binh đó, nhưng mà chồng họ chết vì chưa được hưởng chương trình VA loan này nhưng mà họ chết đi thì người chồng hay người vợ của người cựu chiến binh vẫn được hưởng chương trình này. Đó, nó rõ ràng như vậy. Quý vị phải từ từ đọc đó và hiểu và nắm cho vững. Ok, first son receiving all the loan honorable discharge at the
distraction of VA. Ý nói đây những người mà mượn những cái loan khác đó, ok, thì họ cũng có thể mượn lại qua đây, họ mượn chương trình VA được nếu họ là những cựu chiến binh, họ là những người thân nhân của trong gia đình của người cựu chiến binh mà đã chết rồi, họ là những người mà đặt trong điều kiện ABCD đó, là bốn những điều kiện đó họ được quyền hưởng các trường VA, cho nên họ có thể chuyển qua lại được, ok, nếu họ đã chưa sử dụng cái VA program đó, họ có quyền đổi chuyển qua, không thành vấn đề, ok. Rồi mình thấy đó eligible, ok, eligibility của mình, thì mình qua bên này mình thấy ở under phí 276, nếu bị để ý một chút xíu thì bị đọc đây là những chi tiết ở list ra, liệt kê những chi tiết ra cho mình ở đây, cho nên tôi đi nhanh một chút xíu ở đây để cho quý vị thấy những cái trang này như thế nào. Thì nó nói đây nè, Federal Housing Administration là chương trình FHA của mình, là chương trình này dùng cho tất cả mọi người Mỹ, tất cả mọi người US citizen, không phân biệt là cái người VA hay là cái người thường, cho nên chương trình là chương trình cho áp dụng cho những người thường, mà trong trường hợp họ có đủ khả năng qualify cho cái chương trình loan FHA. Và nhớ rằng mình luôn luôn nhớ trong đầu, FHA nó có hai cái title one, ok, tụi nó làm gì, thưa Taiwan nó cho mình mượn home improvement loan, ok, còn title two của mình đó là gì, là nói ok, nó insure, nó guarantee cái loan đó lên tới 96.5%, và mình chỉ cần make cái down payment là khoảng chừng 3.5%, là 3.5% thôi, thay vì bình thường những loan bình thường nó đòi hỏi lên tới 20%, thì bây giờ mình chỉ cần make a down payment nó sẽ 3.5%, còn nó sẽ đứng sau lưng, nó là cái mà insure guarantee cho cái thằng lender, nếu chuyện gì xảy ra với căn nhà này thì ok, nó sẽ đền cái chỗ từ 3% tới đến 20% đó, tại vì cái đó là cái những cái loan bình thường là vậy thôi, cái này tôi đau có only 3.5%, cho nên nói anh cứ cho mượn đi, tất cả lender cứ cho mượn đi, tôi là FSA, cơ quan chính phủ, tôi chịu trách nhiệm, ok, trên cái tôi guarantee trên cái chỗ từ 80% cho đến 96.5% đó, là 16.5% đó, thì cái đó nếu mà sau này căn nhà bị bỏ, bị foreclosure gì, chúng tôi đền cái chỗ đó, chúng tôi insure cái đó cho anh, ok. Cho nên cái người lender với mạnh dạng sẵn sàng cho mượn lên tới 96.5%, thì thấy chỗ đó rõ ràng như vậy nhé, ok. Bây giờ đây mình đọc đây nè, eligibility, ok, ability ở đây thì nó nói rõ ràng, anyone residing in the United States, bất cứ người nào là công dân Mỹ ở trên nước Mỹ, ok, source of funding, approved lender, nghĩa là những cái lender, ok, mà nó nhận cái chương trình FSA program, hầu hết những lender, tất cả những nhà băng, tất cả những cơ quan tài chính riêng, the private lender này kia, họ đều chấp nhận, ok, nhưng họ hơi khó chịu là họ, tại vì cái loan đó nó tốn thời gian nhiều hơn, ok, và chính phủ chắc rất là gắt gao, ok, trên vấn đề này, ok, loan instruments nó cũng dùng là trustee and mortgage, không phải trustee, in the back east, in miền đông thì dùng mortgage, còn in the west coast của mình thì nó dùng là trustee, ok, rõ ràng như vậy, term của nó là cũng lên tới 30 năm, 30 years, very good, ok, FSA. Interest rate của nó thì nói rõ ràng current interest rate plus mortgage insurance premium pay up front, ok, prior to close escrow, tất cả những thứ đó cũng giống như những cái loan thường thôi. Và maximum purchase, nó no maximum đối với FSA, anh mượn lên tới mua 1 triệu đồng, 2 triệu đồng căn nhà, 3 triệu đồng gì đó vẫn được như thường, ok, maximum loan amount, ok, for high cost area, trong những khu vực mà giá nhà cao đó, Alaska, Hawaii and up to 150% higher, thì nói ở đây là có thể 97% of maximum for the, ok, county average house condo 655,000, ok, $625,500, 2 unit $800,000, 3 unit cho mượn lên tới 967, almost $1 million, 4 unit cho mượn đến $1.2 million, cái đấy đó. Down payment, nếu mình bị được qualify, được hội đủ điều kiện của cái chương trình FSA loan này thì mình có chỉ cần down payment, make down payment là 3.5%, the minimum cash investment, nghĩa là mình bỏ tiền ra, thay vì mình đã bỏ 20% mua căn nhà 1 triệu, mình đã bỏ 20%, mình phải make down payment, bỏ chôn cái tiền 200,000 vào trong căn nhà đó, tiền mặt mình mới rút ra khỏi nhà băng mình, hay là
3.5% thì mình chỉ chôn nó vào trong đó có bao nhiêu 35.000 thôi, thì còn lại 165.000 kia vẫn giữ trong trong túi tiền mình, vẫn giữ trong túi mình, không có trong pocket của mình, trong cái bank account của mình. Ok, đó, đó là điều mình thấy rõ được ở đây, rõ ràng đó không? Ok, chỗ phần mà dưới này thì down payment mình thấy rõ. Ok, rồi nữa, secondary financing allow, nó cho phép mình mượn nợ nhì nợ ba, mặc dù là FSA loan nó ok, nó vẫn cho phép mình mượn thêm những cái nợ nhì nợ ba nếu mình không đủ tiền down payment 3.5% mới mượn được như thế. Hay là mình sau khi mình mượn được, mình đã được qualify bởi cái FSA loan rồi, mình có tiền mượn luôn cái tiền thứ nhì nữa là FSA Title One đó, cái loại là home improvement, mượn thêm 25.000 nữa vẫn được như thế nhé. Ok, nó vẫn cho mượn hết thành vấn đề. Payment penalty, ok, none, 30 day notice, ok, nếu trả sớm hơn cái thời hạn 30 năm hay gì đó, thời gian mình ấn định đó, thì mình phải báo cho nó biết, ok, 30 day, phải báo trước 30 ngày, ok, point pay by seller and or, seller or buyer, thì vấn đề cái loan fee đó, ok, thì tùy, có thể là seller phải trả, có thể buyer phải trả, ok, cái đó tùy, cái đó. Borrower monthly payment, monthly, ok, nó monthly principal and interest, hai cái phải lại, vào khoảng 29%, tới trong khoảng từ 29% to 41% của annual gross income. Có nghĩa là nếu hai vợ chồng mà đi làm về được một cái okay, thí dụ như là tổng cộng cái annual gross đó là bao nhiêu? Thí dụ như hai vợ chồng cô nói thực tế thì khoảng 150.000 đi. Ok, 150,000 a year, 75,000 a year for người chồng và 75,000 a year for người vợ chẳng hạn. 150,000 thì nó cho mình mượn tiền mua nhà với cái tiền monthly payment của mình. Và ok, chỉ lên tới khoảng chừng 40%, từ 29 là 30% đến 40% của tổng số tiền mình hai vợ chồng làm được trước khi trừ thuế nhá. Thì ví dụ như là vợ chồng làm một năm là 75.000, vợ làm năm 75.000 cộng lại 150.000. Thì đương nhiên nếu mà cái tiền payment đó, nếu mình get credit đó, nó cho mình mượn lên tới 30%, 30% của tiền đó là 30% là mình chia ra. Ok, 150.000 chia 3 đó thì mình thấy ok, mình trả mỗi tháng là bao nhiêu? 4.000 mấy được, phải không? 4 mấy gần 5.000 được. 40% là coi như gần 5.000 được rồi. Hơn 5.000, 5.000 mấy, cho nên nó cho mượn luôn hoàn cái monthly payment lại lên tới 5.000 mấy. Cho nên mượn được nhiều tiền hơn. Mình có thể mượn lên tới triệu, triệu mấy cũng được. Với điều kiện cái interest rate nó thấp mà mình thấy ok, tôi mượn lên 1.1 triệu, tôi mượn nhà 1.1 triệu vẫn được như được. Ok, tại cái tiền mấy monthly payment tôi chỉ trả lên tới 4.000 mấy, lên tới 5.000. Thì tôi, hai vợ chồng tôi làm vừa đủ 150,000 ok, ở years. Thì đương nhiên, ok, cái tiền payment của đó tối đa là khoảng 5-60 ngàn một năm. Thì khoảng 5.000, ok. Thấy không? 40 của đó là đúng là 6.000, ok. 4 lần 15 lên là 6.000 đồng một năm, 60.000. Hơn 5.000 đồng cái đó mà hai vợ chồng làm 150.000. Thì mua căn nhà đào xuống khoảng trở dụ một như cái sử dụng như vậy thì mình thấy nó chỉ cho cái mức đi phê, mình có thể mượn nhiều hơn 800, mình có thể mua cái nhà lớn hơn tùy theo cái số tiền khả năng cái monthly payment của mình được bay trên cái income của mình là trước khi trừ thuế là chia ra từ 29% cho lên tới 41%. Thì cái 41% là tùy theo cái điểm mà của cái credit của mình, nhớ credit score, FICO đó, mình nhớ FICO cái điểm đó. Thì mình nó điểm nó thấp, mình thấy mình có cái một cái history về vấn đề mua trẻ mua mượn tiền trả góp này kia rất là tốt và điểm nó cao thì họ sẽ chẳng cho mình mượn, ok, với cái số tiền đó rất là dễ dàng, ok, đó thì mình thấy được ở đây rồi. Còn gì nữa không? Assumable after 2 years if owned occupant, ok, if owner occupant, mình có quyền assumable cái loan ok cho người khác hay làm cái loan đó thì sau khi mình ở sau 2 năm. Point pay by buyer seller biết rồi, ok, mình học cái này rồi. Bây giờ monthly salary, ok, after federal tax appropriate 3 times, ok, cái tiền nó nói là nếu mà sau khi trả thuế xong đó, ok, thì mình thấy rõ ràng cái thì nó nói đây chỗ này rõ nè, ok, trên kia nói đến 41% of annual gross income, almost rất là cao, chỉ 40% nếu mình làm, ok, nếu mình mua, mình hai vợ chồng làm 100.000 một năm thì nó phải cho mình mượn lên tới khoảng ok 41.000, nghĩa là cái tiền mà hàng năm mình trả, hàng tháng một năm mình trả tiền payment lên tới 41.000 là khoảng 3.000 mấy, ok,
Nếu hai vợ chồng làm 100.000, hai vợ chồng làm thêm 150.000 thì mình trả thêm năm, nó cho mình thêm nữa, lên tới khoảng chừng 4.000 mấy, gần 5.000 một hàng tháng đó. Cái tiền monthly payment đó nó ấn định như vậy, nó ấn định cái tiền monthly payment dựa trên cái tiền gross income mà hai vợ chồng kiếm được về đó, cái income kiếm được trong năm đó. Ok, for nghĩa là cái số tiền mà trong một năm payment nó không được quá 41% so với số tiền gross income của mình đem về. Ok, đó thì thấy như vậy. Còn cái loại mà dưới này đó, monthly cái salary đó after federal tax đó thì nó cho mình lên tới 3 times total monthly payment. Ok, mình cũng vậy thôi, nó cũng vậy sau khi trừ ra. Ok, cái tiền mình ví dụ như là mình muốn trả hàng tháng, mỗi tháng tôi trả tiền nhà 5.000 thì cái income mình phải là như gấp 3 lần lên. Ok, là 15.000 thì mình trả được 5.000 sau khi trừ thuế. Ok, nếu hai vợ chồng đem về một tháng 15.000 thì có thể mua căn nhà, trả cái tiền nhà một tháng là 5.000. Ok, chỉ như vậy đó, mình hiểu rõ. Thì đó là bên cái anh chàng FC. Còn bên cái anh chàng mà VA nè, hay là CalVet này nè, mình sẽ chỗ này. Ok, thì anh nói nó đã điều kiện đặt ra là những cái thứ mà World War II này, tôi đi nhanh chỗ này nè, những cái loại lính đi qua, lính mà đi qua Việt Nam nè, Việt Nam Era nè. Ok, những vụ lính đi ở đánh nhau, ở những cái vụ mà person gấp war nè, ba cái thứ này. Ok, là cựu chiến binh nó cho mình, nó thấy đây. Ok, thì bên này xuống dưới nó approve lender là California bond issue. Ok, là chỗ chính phủ và trustee mortgage của mình, conditional sale contract. Trustee ở đây nó là những giấy tờ, là những lender cho mượn, nhưng mà nó dùng cái loại không có phải là loại trustee bình thường như là những người bình thường, nhưng ở trong và trong cái chương trình VA này đó thì nó nắm cái title luôn. Ok, nghĩa là cho đến khi người veteran đó trả hết tiền nợ thì nó mới làm title cho người veteran đó, nó gọi là land contract ở đó, hay là nó còn gọi là sale contract, hay là đó conditional contract, hai ba chữ đó nhé, ở chỗ này. Và 30 year maximum nó cũng cho mượn tới bác 30 năm, set by VA. Ok, set by California but maybe increase later, tùy theo. Ok, chương trình thay đổi. No maximum by VA restricted by guarantee, nên không có chuyện đó. Ok, thì anh nói ở đây 1 to 4 units owner occupy up to CRV. Ok, thì sao trong cái vấn đề appraisal value, nó compare cái này là nó gọi là cái gì, value residential, là real estate value. Cái này maximum trên 1 triệu đồng. Ok, but usually around 687.000. Ok, guarantee maximum is 25% of loan amount. Ok, nói tới đây. Manufacture home là bên ở bên là khác, ở dưới này là của bên cột bên này là của VA. Ok, gì nữa không, nó cũng dầm thừa thừa giống bên này thôi. Còn bên cái loại mà CalVet thì nó nói rõ ràng ở đây. Ok, California bond issue, bên này bên cười CalVet. Ok, condition sale contract nó dùng ở đây. Gì nữa không, nên mà thường thường nó là manufacture home. Ok, 175.000. Ok, và own, ok, on cái own lot thì lên tới 521.000, cái house thì khoảng 521.250 là maximum nó cho mượn tiền cho người. Ok, trong chương trình mà CalVet này. Manufacture home thì 3% down to 20%. Ok, nó 3% to 20% house, 3% to 20 house cũng như là các mobile home cũng vậy. Ok, đó chỉ cho 3% down rất là dễ dàng, không có khó. Gì nữa không, vậy thôi, nó không có gì hết. Ok, những điều kiện tựa tựa nhau thôi. Thì đó là chương trình mình thấy ra những điều kiện, nó liệt sơ những cái tin tức cơ bản ở đây cho vị thấy giờ đó không, đó là điều mình thấy được như vậy. Ok, mình qua bên này để mình xem coi bên này coi nó nói về cái chương trình gì nữa không ở trong này nhé. Ok, nó nói cái vấn đề này veteran eligibility, eligibility là cái vấn đề mà người ta có thể, những người veteran, những người mà đã phục vụ trong quân đội này kia, họ sẽ được hưởng, đây nó nói những cái điều kiện để được hưởng cái chương trình veteran này. Veteran may entitle more than one loan, họ có thể có quyền mượn nhà nhất nợ nhì ở trong này, phần B. Certificate of Reasonable Value là CRV hồi nãy mình nói đó,
là cái certificate of reasonable value đó là cái phần appraisal. Appraisal là cái một cái dịch vụ mà được có và có license đi ra để mà định giá một căn nhà đang có trong thị trường đã bán đó, coi cái giá trị nó là cái giá thật sự của nó là bao nhiêu. Thì ta nói an appraisal of the property to be purchased by the veteran, thấy chưa? Cho nên họ phải nộp cái tờ giấy, họ phải có một cái cơ quan appraisal đi ra và ấn định là cái giá tiền đó cho có đúng chính xác hay không, cái căn nhà đúng với cái giá đó không, thì họ phải có cần cái report đó để mà lender có thể cho mượn tiền. Ok, đó là điều mình thấy được ở đây. The amount of down payment required for VA loan is determined by the CRV. Tùy theo cái giá trị căn nhà, nếu mà nó vượt qua cái maximum của cái cơ quan VA ấn định, thì trên số tiền dư phía trên đó bắt buộc là số tiền ok, veteran phải bỏ thêm vô, giống như down payment vô. Ok, bây giờ chính phủ chỉ cho mượn tối đa, thí dụ đi là 500.000, bây giờ căn nhà 525.000, thì tất nhiên nếu cái anh veteran nó muốn mua căn nhà đó thì anh phải có 25.000 bỏ vô để ảnh hưởng cái chương trình 500.000 của chính phủ. Đó là điều nói rõ ràng chỗ này. Là vậy thôi. Nhớ nha. The amount of down payment required. Đòi hỏi cho cái VA loan is determined by cái CRV, là trên cái giấy report bởi cái gì, cái certificate của cái reasonable value là của cái cơ quan appraisal. Ok, họ tường trình được mướn đi ra đó định là cái giá trị căn nhà đó thật sự bao nhiêu thì mới tính trên cái report đó là cái giá tiền thật sự. Ok, rồi đó thì mình thấy. Ok, ok, bây giờ mình đọc xuống dưới này, phần tri của mình ở đây nè. Ok, mình qua eligibility rồi. Phần thứ hai đây nè, certificate mình đi qua rồi nè, qua cái này nó gọi là VA loan provisions, no limit to loan, generally California lender will only loan up to $417,000. Cho nên những cái ông mà gọi là veteran đó, ok, họ muốn hưởng chân họ mua nhà thì chính phủ có thể giúp bằng cái VA loan lên tới tối đa là $417,000. Mà trên $417,000 này trở lên bắt buộc cái người veteran đó phải make down payment. Thí dụ họ mua cái nhà $450,000 nhưng mà chính phủ chỉ cho mượn cái loan lên tới 417, cho nên còn thiếu hụt bao nhiêu, thiếu hụt $33,000 thì đương nhiên cái người veteran đó phải lo mượn tiền để mà ok, hay mượn nợ nhì gì đó, second loan gì đó, $33,000 để mà bỏ vô để cho thì nó đủ để mua căn nhà 500.000. Ok, 450.000, thí dụ như vậy. Usually 30 year term, đúng rồi. No down payment need nè, không cần phải make down payment unless the purchase price nè exceed the CRV appraisal. Nghĩa là số tiền ok, nếu họ không cần make down payment cho đến khi họ mua căn nhà mà có cái số tiền nó cao hơn số tiền mà tối đa của VA cho mượn thì bắt buộc phải make down payment. Thì ta phải làm sao để biết được cái nhà giá bao nhiêu, thì phải dùng cái CRV là certificate gì nữa, ok, of reasonable value, là cái này nó dùng bên này cái term này thật sự đó là cái cơ quan appraiser để đi ra định giá căn nhà đó nhé. Đó là điểm thấy được ở đây rồi, được chưa? Còn những người mà veteran muốn biết thêm chi tiết thì vào trong www.va.org, ok, Department of Veteran Affairs là VA. Đó là điểm mình đã nói ở đây nhé. Ok, rồi mình qua bên này, ok, gì nữa mình qua được hết chưa? Rồi phải không? Mình đi qua cái phần bên này, mình nhớ nha, cái giới hạn là 417,000 maximum for VA loan có thể cho người ta mượn mua nhà nhé. Rồi mình qua phần C, đây là cái California Department of Veteran Affairs, là CalVet, là một cái program của VA nữa, của veteran nữa. Đây là cái chương trình này. Make direct loan nghĩa là cho mượn tiền, cái cơ quan này cho mượn tiền luôn, đó là cơ quan tài chính finance, ok, là lender cho mượn, ok. Make loan direct to veteran nghĩa là cho mượn luôn luôn, không cần phải đi tìm. Còn hồi nãy công VA, chương trình VA hồi nãy là ok, là dùng nó chỉ insure thôi, nó chỉ
Nó chỉ gan thi với những người đứng, nó gan thi với những người mà lender nào chịu cho cái chịu cho những người veteran mượn tiền. Ok, 117,000, 100%, 100%, nghĩa là họ không cần make đô, họ không cần make any down payment, đúng không? Thì bên này nó khác là cái cơ quan này, CalVet này, nó lại có tiền của chính phủ cho mượn, cho directly cho cái người mà veteran mượn tiền để mua nhà. Make direct loans to veteran, sẽ rõ ràng chữ đó. In the form of the conditional sale contract, repay in installment. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ cho mượn tiền, ứng tiền ra họ cho mượn. Đó, cái cơ quan mà gọi là CalVet này cho cái người veteran mượn tiền. Và họ nắm cái thẻ chủ quyền, cái mà certificate of cái title đó của căn nhà đó, họ không giao cho cái người veteran. Người veteran dọn vô ở và phải trả hết tất cả số tiền đó cho họ, phải trả hết cái tiền nợ lại cho họ, thì họ bắt đầu issue một cái certificate mới cho cái người buyer là người veteran đó. Cái này là cái loại đặc biệt, loan đặc biệt cho những người veteran, và họ ứng tiền, bỏ tiền ra cho veteran mượn tiền luôn. Và với điều kiện nó nằm ở dưới cái conditional sale contract, có nghĩa là cái cơ quan này nó sẽ nắm hết tất cả những cái thẻ chủ quyền của những cái property bán cho veteran, và bắt buộc những người veteran nó muốn có được cái thẻ chủ quyền đó thì phải trả hết cái tiền nợ, thì nó sẽ ok làm một cái certificate of cái title cho cái người veteran đó, và lúc đó thì người veteran mới thật sự là nắm luôn cái title, và căn nhà thật sự là 100% họ làm chủ vì họ đã trả hết tất cả cái nợ đó. Và nó nằm dưới một cái loại là conditional sale contract, ok, repay in installments, đó là cái câu đó, nó rõ ràng cho mình thấy rõ ràng chỗ này. VA thì nó giống như FSC, là nó guarantee, nó giúp cho những người veteran có thể make no down payment, và nó có thể tìm những người lender mà đứng ra chịu, sẵn sàng cho họ mượn luôn 100%, ok, tối đa là 400 bao nhiêu, $417,000 cái cho thôi. Còn trên đó thì cái người veteran tự phải tìm tiền bỏ thêm vô nếu mà muốn mua cái nhà đắt hơn, thì đó là chuyện vậy thôi. Và nó guarantee nếu mà trường hợp người veteran đó mà bỏ nhà hay là bị foreclosure thì cái cơ quan VA đó nó phải chịu trách nhiệm với lender, ok, nó phải hoàn trả số tiền đó. Còn đối với cái CalVet này thì lại khác, nó không phải là cái loại mà đứng ra chịu trách nhiệm và giúp người, để cho người lender có thể cho mượn tiền, không, chính nó là lender luôn, cho mượn trực tiếp tới với người veteran đó, hay là người cựu chiến binh đó, và cũng no down payment, nhưng nó nắm cái title, nó nắm cái cán chứ, cái title là cái thẻ chủ quyền đó quý vị, của căn nhà đó, cho đến khi cái người veteran đó để trả hết nợ thì nó mới issue một cái title mới tin cho người veteran đó. Còn người veteran đó trong lúc ở trong đó vẫn ở bình thường, vẫn sử dụng bình thường, trả tiền đều đều cho đến khi hết nợ, hết cái $417,000 nợ đó, ok, rồi 30 năm gì đó không cần biết. Thì cái loại mà của CalVet nó sử dụng cái loại mà nó nắm cái chủ quyền đó, nó coi như là cái người seller, nó là người owner, ok, và cái người buyer là cái người veteran, cho nên cái nó là seller owner, nắm luôn cái title, không có mấy cái conveyance, có chuyển cái title qua cho cái người buyer là người veteran, nhưng mà nó nắm luôn cái chữ đó, tại vì nó là nó bỏ ra 417,000 cho ta mượn thì nó nắm cái title đó là của nó, căn nhà giống như của nó vậy, cho đến khi trả góp hết lại rồi thì nó mới đưa cái title cho. Đó là điều tôi nói rõ hai chỗ đó cho quý vị thấy nhé. Khi mà mình ôn đọc cuốn sách lại, mình phải nắm được ý chính đó để khi đi thi mình biết cái nào là VA, cái nào là CalVet, nó khác nhau cái gì, cái gì là FSC, ok, mình phải biết được cái điều đó nhé, ok. Quý vị không thể lộn được FSC, VA và CalVet, ba cái đó nếu mà còn nghĩa là vẫn còn hơi lờ mờ thì đọc lại hay là coi lại cái đoạn video này để mà nắm được rõ ràng ba cái cơ quan mà nó gọi là government, ok, government back, ok, loan, nghĩa là sẵn sàng đứng ra, ok, chịu trách nhiệm cho những cái loan mà với cái low down payment nhé, nhớ chỗ đó được chưa, được thấy chỗ đó được không, rõ ràng gì, ok. Thì nói đến cái eligibility này, cái những người nào được hưởng cái này thì đó, nó list ra cho vị thấy, ok,
những người mà cựu chiến binh trong World War II, trong cái chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên là Korean Conflict, rồi Việt Nam area trong chiến tranh Việt Nam, rồi những người trong chiến tranh trong vùng vịnh, gấp Persian Gulf War với Iraq, đánh nhau trong những trận chiến đó, phải không? Syria này kia đó, những người lính đi đó họ về họ được hưởng những chương trình này nhé, nắm được vững chỗ này. Thế rõ chưa đó? Ok. Gì nữa không? À nói also eligible US California veteran. Là những người nào veteran mà nằm ở trong tiểu bang California thì participate in campaign or a petition for which a medal were awarded by the government of the United States. Ok. Thì đương nhiên nó nói là những cái người hồi đủ điều kiện were discharged less than 90 days active duty, bởi vì cái service connect to disability incur, có nhiều khi họ bị phế, tàn phế, họ tích chặt sớm nhưng họ vẫn được hưởng cái chương trình này nhé. Thì đó là điều nó nói ngay những thương phế binh. Ok. Họ mới vô một hai ngày họ bị thương thì xác. Ok, đó là điều mình thấy như vậy. Ok, đó là điều mình thấy được. Mình đi tới đây là phần D của mình ở đây. Ok. Mình qua bên phần D, mình xem nó nằm ở đâu. Phần D đây, cái phần này nó nói là California Housing Finance Agency. This is a state agency, là chương trình của tiểu bang. That sell bond so that it can provide funds for low income families. Cái chương trình California Housing Finance Agency là chương trình housing cho những người mà low income, những người nghèo đó. Họ không có thể đủ tiền mướn tiền rent, họ không có tiền để thuê nhà, họ không có tiền để mua nhà, thì họ được hưởng chương trình này. Là do cơ quan California Housing Finance Agency họ cung cấp nhà cửa cho những người low income đó. Việt Nam mình ở trong cộng đồng rất là nhiều được thừa hưởng cái chương trình này, nghĩa là những người mà đi tới đất Mỹ sau này họ không biết tiếng Anh nhiều, họ làm những công việc rất là thấp, rất là không income có đủ nhiều, cho nên họ cực khổ, cho nên họ không có đủ tiền rent, tiền mua thuê nhà quá đắt mà công nhân, thì chính phủ trợ giúp cho họ. Chính phủ thuê căn nhà cho họ, họ chỉ trả, thay vì họ phải trả 2.000, 3.000 tháng thì bây giờ họ chỉ trả 200, 300 tháng thôi. Cho nên họ ở trong căn nhà đó, họ nuôi con cái thành tài, học hành đi lên, ok, trở thành kỹ sư, bác sĩ trong cái nền giáo dục của đất Mỹ. Nhưng mà họ là những người làm rất ít income, nhưng mà họ không phải vướng bận vào trong vấn đề là phải mua căn nhà cho đến 500-700 ngàn, nhưng mà ở trong căn nhà cũng đẹp vậy, cũng 3-4 phòng mà được chính phủ canh rất là kỹ, vấn đề tình trạng an toàn, vấn đề sạch sẽ vệ sinh là chính phủ lo hết, cho nên họ chỉ trả 200-300 đồng thì họ mới có dư tiền ra, họ mới nuôi con cái, cho những người nghèo họ có đủ khả năng tài chính để nuôi con cái lên, tiếp tục lên trở thành lên đại học và đi vào những chương trình đại học. Khi họ lên đại học thì họ đã được chính phủ giúp cho những cái tiền gì đó, cái tiền đó gọi là cái tiền gì, rent là những cái loại mà Việt Nam mình gọi là học bổng đó. Cho nên họ được hưởng nhớ đó, con cái học thành kỹ sư, bác sĩ là chuyện được. Cho nên mình thấy người Việt chúng ta ở trên cộng đồng này thành công rất nhiều, mặc dù nhà rất nghèo, không làm rất ít tiền, nhưng mà con họ thành ra bác sĩ, kỹ sư nhé. Thì cái chương trình California Housing Finance Agency và với cái chương trình, cộng với cái chương trình những loại như California cái gì đó, Social Security gì đó, cái services kia, chương trình welfare, chương trình food stamp, chương trình gì đó, đủ thế loại chương trình giúp cho người nghèo. Cho người nghèo có nhiều khi họ sướng hơn người giàu, họ không cần nát óc, họ suy nghĩ nhiều, họ vẫn sống thoải mái, họ vẫn có để dư được tiền. Thì đó là điều mình thấy. Cho nên tóm tắt lại, California Housing Finance Agency là cơ quan dịch vụ do chính phủ cung cấp nhà cửa cho những gia đình low income, gia đình có income rất thấp, không hội đủ điều kiện để mà thuê nhà hay là mướn nhà hay mua nhà, thì chính phủ sẽ thuê nhà cho họ ở. Ok, quý vị thấy rõ ràng chương trình này không? Ok, đó là điểm thấy ở đây. Tôi chắc là cũng phải nộp đơn xin cái chương trình này mới được. Ok, bây giờ mình lớn tuổi rồi. Ok, mình xin một căn nhà, một cái apartment nhỏ nhỏ, trả chừng tháng 100 đồng tháng thì thấy mình khỏe thôi, khỏi làm nữa. Ok, thấy sung sướng. Ok, lãnh tiền hưu về ở trong đó, biết tiền hưu mình nếu chính phủ cho thì mình được, thì mình ở trong đó sung sướng cho đến ngày cuối cùng của mình. Ok, rồi mình đi qua cái phần kế tiếp. Tôi nghĩ phần kế tiếp mình nên để đi qua một cái phần khác. Và cảm ơn quý vị đã xem xong cái phần
cái part number 5 này nhé.